Các bác sĩ của Bệnh viện Giã chiến cấp 2 số 3 Việt Nam vừa phẫu thuật và điều trị thành công một ca bệnh hiếm gặp cho một nam nhân viên Liên Hợp Quốc người Nam Sudan. Trước đó, bệnh nhân có dấu hiệu đong bụng và hố chậu trường kỳ đi khám nhiều bệnh viện tại các nước như là Uganda, Kenya, Ai cập nhưng vẫn chưa được chẩn đoán xác định và điều trị hiệu quả. Những cơn đau khiến cho bệnh nhân phải gác lại kế hoạch kết hôn ảnh hưởng rất lớn đến tâm lý và tinh thần. Nhận định đây là một ca bệnh phức tạp, các bác sĩ của bệnh viện Giã chiến cấp 23 Việt Nam đã tổ chức hội trần và kết luận bệnh nhân mắc bệnh viêm ruột thừa mạn thể đau bẹn phải. Đây là một thể bệnh hiếm gặp của bệnh viêm ruột thừa. Sau khi chẩn đoán, các bác sĩ quân y Việt Nam đã quyết định đưa ra phương án điều trị toàn diện và tối ưu nhất cho người bệnh và ca phẫu thuật đã diễn ra thành công. Vô cùng cảm kích trước sự giúp đỡ của các y bác sĩ quân y Việt Nam, rất nhiều bạn bè người thân của bệnh nhân đã đến cảm ơn và tặng một chú dê cho bệnh viện theo văn hóa địa phương tạng dê là hành động thể hiện tình cảm đặc biệt sâu đậm như anh em trong một gia đình bệnh nhân sau khi xuất viện cũng đã gửi lời cảm ơn chân thành và cho biết trải qua những chuỗi ngày đau đớn cùng cực tôi muốn nói cả triệu lời cảm ơn cảm ơn to lớn đến tất cả các bạn các bạn là những anh hùng thực sự trên thế giới này mạo hiểm để giúp đỡ nhân dân nam sudan và những người khác trong thời gian khó khăn hiện tại